nhớ rằng cô lúc bây giờ sáng hơn lấy vòng sòn hơn lúc nào cô lúc xưa thì cô lọc hè này cho cô à cà phê cái à cô này hoạt động trái năm mà nhớ cô lúc à công thay cái camera và cô này hoạt động tốt trái năm mà nhớ lúc Panasonic GH5 body, yeah. HDMI còn nhỏ nên chưa thoát ra. Này cho thua cho lúc charger quá. Lúc charger. Mà cho thua GPL computer. Blueberry. Cậu ta của anh em không nói nữa. Chỉ hầu lưu bác nó chỉ tài lên đời xưa. Mà y o b lâu chi châu xa xa khó khủng. Nó là lưu lens của yếu tố cho của lưu camera nó của tôi lưu lens nó tốt cho vấn đề nó nó rocky nào bây giờ chỉ mình nó là chỉ mình chưa f ta nó của dùng một lúc đào thì cho nó tôi mất tụi nó chưa đâu sao tụi nó khí chỉ muốn chờ cho cả một cái đó ờ tiếp của tôi cho đầy SD card đó đây của thay nè thì cũng ba tới đây giờ có thay 4K thì có chủ yếu cho speed xíu xíu này có chủ yếu là cho chủ chi cho số megabyte per second xíu mà cái gì thay tôi rồi nè chỉ là cái tôi là chỉ có điều thôi ok thì nó gì turn on nên nó sẽ
Kikeng. Iyalah. Riku. Bro, you watch. Can I try, babe? Yeah. Bye. Come on, let's go. Balon, Adilos.